Mới đây, đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình giám sát việc triển khai pháp luật về sản xuất, kinh doanh, vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho biết thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 09 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy hải sản, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thị trường. Tỷ lệ các cơ sở kiểm tra đánh giá phân loại và định kỳ xếp loại AB đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi đạt trên 70%, thuốc thú y đạt trên 90%, phân bón đạt gần 77%, thuốc bảo vệ thực vật đạt trên 98%, v.v. Kết thúc chương trình giám sát, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao kết quả thực hiện pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn và gợi ý những giải pháp trong việc thực hiện quản lý mặt hàng này trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng nhất trí và tiếp thu những ý kiến của tỉnh Hòa Bình về việc hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, hoàn thiện ban hành bộ tài liệu tuyên truyền tập huấn để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.